chào con. Bé. Giờ mưa đã bắt đầu nó bớt mưa, giờ mình đi ra ngoài ruộng mình thăm thử cánh đồng nó có bị sập ngã không ha bà con ha, các bạn xem thử đi. Hồi nãy mưa lớn quá, bây giờ áp thấp nhiệt đới. Tới cánh đồng lúa rồi đây, cánh đồng lúa bao la mênh mông, trời nay bớt mưa. Quá mưa luôn. Cái trời mưa lớn do áp thấp nhiệt đới nó làm cho lúa của bà con bị sập ngã vậy nghe, sập ngã hết rồi. Sập hết, sập cái này là bị lép hết. Ồ, sập chân. Chết luôn rồi. Các bạn thấy lúa rất là đẹp, lúa của bà con rất là đẹp, nhưng mà sau cái trận mưa lớn cái vừa rồi áp thấp nhiệt đới là ngã hết. Ngã. Lúa đang chỗ thì ngã thì dễ bị lép. Cánh đồng bao la nó ngã hết rồi.